rồi đàn Hà Tây rất nhiều. Thì đó phải làm. Chúng ta đi ở Vĩnh Phúc, Yên, chúng ta thấy hàng loạt các bất động sản. Cái đó chúng ta phải làm từ lâu rồi. Cái đó chúng ta phải phân biệt đối tượng để chúng ta đến thế thì mới trúng được. Theo đề xuất của thành phố Hà Nội, biệt thự bỏ hoang 3 tháng có thể áp thuế khoảng 5% trên giá trị hợp đồng. Còn sau 1 năm biệt thự vẫn bỏ hoang thì sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị. Bên cạnh đó, Hà Nội còn đề xuất xử phạt hành chính chủ sở hữu biệt thự với mức phạt 10 đến 20 triệu đồng mỗi căn. Đồng thời kiến nghị chính phủ áp dụng thu thuế cao lũy tiến đối với người mua từ ngôi nhà thứ hai trở lên. Theo ý kiến của các chuyên gia, đây là một đề xuất khá táo bạo của Hà Nội. Nhưng việc xử lý This has resulted in a strong growth in sales of live commerce compared to traditional TV shopping. Many Chinese retailers have employed e-commerce live streaming as a solution during the COVID-19 pandemic. As a result, in 2020, the number of sellers through live streams on Taobao Live, China's largest live streaming platform, increased by nearly 300%. In February alone, the outbreak of the first COVID-19 wave, the number of sellers on this platform increased by 720% compared to the number a month earlier. In China, e-commerce live streaming has become the main sales channel of many stores and businesses.